Nói chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất động sản nhà tốt, nhà đất giá rẻ Hà Nội. Hôm nay Ngói xin gửi tới quý khách hàng vị trí căn nhà rất là đẹp, ô tô có thể đỗ cửa và cái diện tích cũng khá là lớn, 35m², thiết kế và xây dựng là 5 tầng, giá chào bán 2.550.000.000 đồng, sổ đỏ đầy đủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ, có hỗ trợ về vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Hướng của cái căn nhà này là hướng đông nam, thiết kế và xây dựng là 5 tầng, vị trí là thuộc tổ 10, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Từ vị trí của cái căn nhà này mà đi ra trục đường chính của tổ 10, nó chỉ rơi vào phạm vi khoảng tầm 20m thôi mọi người ạ. Đó, ngõ trước nhà 3m, rất là rộng, mặt tiền của ngôi nhà rất là lớn nè mọi người nhìn đấy. Về cái phần mặt tiền của ngôi nhà mọi người có thể nhìn được chủ đầu tư ốp đá granite này. Cửa thì được lắp là hai lớp, lớp ngoài là sắt sơn tĩnh điện và bên trong là cửa kính cường lực. Theo chân Ngọc Ánh vào phía tầng 1 của ngôi nhà thì mọi người có thể nhìn thấy về trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng đều đã được hoàn thiện xong 100%. Với cái hiện trạng của ngôi nhà này thì chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Gạch lát nền của ngôi nhà là kích thước 60-60. Tông màu sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng mọi người nha. Đó, và cái giá chào bán rất là hợp lý với cái vị trí ngôi nhà ô tô có thể đỗ được ở trước cửa thì 2.550.000.000, không phải là quá cao. Tầng 1 của ngôi nhà đấy gồm một phòng khách và một phòng bếp. Đây chính là cái căn phòng bếp của ngôi nhà mọi người ơi. Đây, với cái tông màu chủ đạo của màu bếp là màu trắng và màu nâu, hai cái gam màu rất là tinh tế cũng như là hiện đại và không kém phần trẻ trung mọi người ạ. Toàn bộ hệ thống tủ bếp đều đã được hoàn thiện đầy đủ này, phụ kiện bếp đều đã được lắp đặt chất liệu inox 304 bồn cầu này, inox 304 bồn rửa bát này và vòi chậu đều được chất liệu inox súp 304 mọi người nha. Đó, mặt bếp được là ốp đá đen này, xung quanh khu vực bếp là được ốp kính minh long, kính ốp bếp minh long, kính cường lực. Gỗ tủ bếp là gỗ MDF chống cong vênh, mối mọt bền bỉ với thời gian, rất là đẹp. Với cái không gian phòng bếp rất là thoáng, cái vị trí ngôi nhà này cũng cực kỳ thoáng. Vị trí của ngôi nhà này nếu như mà cách khu đô thị Đô Nghĩa chỉ tầm khoảng 200m, cách với chợ dân sinh khoảng tầm 200m, cách với trường mầm non tiểu học cấp 1, cấp 2 nó chỉ rơi vào phạm vi bán kính 500m thôi mọi người nha. Từ vị trí này mà ra tới bến xe Nghĩa Hà Đông nó sẽ rơi vào khoảng tầm 1km, cách với lại ngã tư Lê Trọng Tấn khoảng tầm 1km với vị trí của ngôi nhà xuất sắc. Tầng 1 của ngôi nhà gồm có một phòng vệ sinh nữa. Một phòng vệ sinh ở đây thì là có đầy đủ bồn cầu cũng như là vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng của ngôi nhà. Hệ thống tay vịn cầu thang, cổ trụ cầu thang được thiết kế là gỗ lim mọi người nha. Mặt bậc, cổ bậc là được ốp đá đen trắng, lát đá đen trắng granite. Tiếp theo mời quý khách hàng của em tham quan tầng 2 của ngôi nhà nhé. Với thiết kế tầng 2 của ngôi nhà gồm một phòng vệ sinh và một phòng ngủ rất là rộng mọi người ạ. Mời mọi người theo em vào phòng ngủ trước nha. Vì cái căn nhà này hướng nhà là hướng đông nam, tiếp theo nó là mặt ngõ cho nên cái căn nhà này vô cùng thoáng. Cửa sổ hướng ở phía bên ngoài được thiết kế là hai lớp cửa, lớp ở bên ngoài là nhôm hệ Việt Pháp và bên trong là inox 304. Trên tầng 2 phòng ngủ này rất là rộng, cũng được thiết kế đầy đủ về trần thạch cao cũng như là ống chờ, dây chờ điều hòa đây rồi mọi người nha. Đấy, dưới chân Ngọc Ánh đang đứng là sàn gỗ công nghiệp, màu rất là đẹp, ấm cúng. Với cái diện tích của cái căn phòng ngủ này nó khoảng tầm 20m² nha. Cửa thông phòng được thiết kế là cửa gỗ lim. Đó, tầng 2 của ngôi nhà gồm có một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh tầng 2 được thiết kế là gồm đầy đủ hệ thống sen cây, bồn cầu, gạch ốp lên trên tới tận trần mọi người nha. Đó, hệ thống sen cây, bồn cầu này, lavabo này, gương tắm này, đầy đủ mọi công năng. Với cái thiết kế của ngôi nhà này
5 tầng, tầng 2, tầng 3 và tầng 4 được thiết kế tương tự nhau, gồm một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Vậy thì mời mọi người theo Ngọc Ánh lên tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà. Tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà được thiết kế tương tự như tầng 2 với cái hành lang đi vào rất là rộng, cũng gồm một phòng vệ sinh và một phòng ngủ. Với vị trí của cái căn nhà này mà bước chân lên tới tầng 4 thì nó có 3 phòng ngủ lớn rồi mọi người nha. Đó. Mà như vị trí căn nhà mà Ngọc Ánh giới thiệu rồi, rất là gần những cái tiện ích xung quanh, gần với khu đô thị Đô Nghĩa này, gần với công viên âm nhạc này. Mọi người có thể sáng sớm hoặc là đi tập thể dục ở cái khu vực này rất là tiện lợi. Đó. Và đi bộ đi chợ cũng rất là gần, chỉ 200m thôi. Toàn bộ cái màu sơn như Ngọc Ánh nói phía dưới ở đầu video đều là màu trắng, cho nên là cái ngôi nhà này rất là sáng nha mọi người. Và nhìn nó rất là sang trọng. 2, 3, 4 là lát sàn gỗ. Phòng vệ sinh tầng 3 thiết kế tương tự như tầng 2, đáp ứng đầy đủ công năng cho một hộ gia đình sử dụng theo từng tầng. Đây mới là tầng 3 thôi mọi người ạ. Tiếp theo lên tầng 4 nhá. Đây là tầng 4 của ngôi nhà mọi người ạ. Trên tầng 4 ngôi nhà có một cái cửa sổ hướng ra phía bên ngoài này. Đấy, ở phía dưới chỗ hành lang cầu thang đây, đi lên rất là rộng, thoáng. Tầng 4 đây thiết kế tương tự như tầng 3, mỗi phòng ngủ với diện tích là 20m2, rộng, đều được lát sàn gỗ này. Phòng nào cũng được chủ đầu tư lắp đặt sẵn ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa này, cáp mạng này. Đó. Rất là hợp lý mọi người ơi, vô cùng hợp lý nha. Tầng 4 cũng vậy, cũng gồm một phòng vệ sinh như tầng 2 và tầng 3, đều là sử dụng hệ thống sen cây tắm nóng lạnh. Và cuối cùng, mời mọi người theo Ngọc Ánh lên trên phía tầng 5, tầng cuối cùng của ngôi nhà, xem là ngôi nhà này thiết kế có hài hòa hay không nha. Đây là vị trí tầng 5 của ngôi nhà, bước lên trên phía cầu thang mọi người nhìn thấy có một cái ô giếng trời rất là thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang đây mọi người nhìn thấy không ạ? Đây nắng đây, nắng đây. Đó. Trên tầng 5 được thiết kế như thế nào ạ? Gồm đây chính là phần để máy giặt. Đó, ở đây là phần để máy giặt đây ạ. Thoát sàn đây. Đây chính là phần phòng thờ mọi người nha. Đó, phòng thờ của ngôi nhà khá là rộng. Trên phòng thờ của ngôi nhà không lát sàn gỗ, thay thế với đó là lát gạch 60-60 vân gỗ. Và cuối cùng của ngôi nhà, đây chính là khu vực sân phơi, vô cùng thoáng. Căn nhà hướng đông nam, mùa đông thì ấm, mùa hè thì rất là mát. Và cái căn nhà này thì là thoáng vinh viên về phần cửa sổ nha mọi người. Vậy thì quý khách hàng còn ngần ngại gì nữa mà không bốc máy lên gọi đến cho Ngọc Ánh để được tư vấn những cái chi tiết tốt nhất về vị trí căn nhà này cũng như là một số vị trí căn nhà khác. Quý khách hàng có thể bấm vào số điện thoại của em theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041414. Mọi người xem video của Ngọc Ánh thì đừng quên nhấn vào nút like để có thể là những quý khách hàng đầu tiên xem được những video của em nha. Xin chào và hẹn gặp lại.